Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền AZ Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu khẩu trang thông dụng hàng ngày nhé, bằng vải cốt tông này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt. Để cắt được mẫu khẩu trang này nhé, các bạn chỉ cần lấy khẩu trang mẫu này và để lên đây giúp mình. Các bạn nhớ này, cái canh vải này các bạn sẽ để thẳng giúp mình nhé, thì khi may của mình nó khẩu trang nó sẽ đẹp và nó phẳng hơn nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu khẩu trang 3 lớp nhé. Các bạn đặt khẩu trang mẫu lên này, vẽ giúp mình nhé. Xung quanh cái này mình trừ được may là 1 phân đến 0,7 nhé. Của mình là mình trừ 0,7 này. Các bạn sẽ vẽ ra ngoài cái khẩu trang này cho mình này. Cái phần này nhé, các bạn sẽ phải vẽ ra ngoài cho mình 2 phân, vì tí mình còn gập vào mà, gập cái đường may này. Mình các bạn vẽ từ đây ra đây 2 phân cho mình. Nhớ vẽ đều giúp mình là 7 ly nhé, đường may nhé. Sau khi vẽ xong này, mình vẽ lại cho các bạn nhìn cho nó dễ nhé. Các bạn sẽ cắt cho mình này, xung quanh đây này là được nhé. Cắt tiếp giúp mình. Lá lót này. Đây là khẩu trang 3 lớp nhé. Các bạn sẽ ghim cho mình này, xung quanh đây này. Cái lá lạnh thế nhé. Các bạn sẽ gập hai mặt phải của khẩu trang vào nhau này. Bên này mình can vào đây. Mình sẽ can vào đây. Các bạn để ý biên vải giúp mình này. Mình sẽ cắt cái biên vải này nhé. Có thể mình thay bằng dây chun này cũng được này. Mình cắt biên này, mình thay dây chun nhé. Thì nó giống màu nó sẽ đẹp hơn nhé. Các bạn cắt giúp mình tầm 5 ni. Thành phẩm của mình tầm 6 phân này. 6 phân với 2 phân buộc. Các bạn lấy dài cho mình, dây của mình là 14 là được nhé. Dài dây cho mình là 14 này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi may. Để may được chiếc khẩu trang này này, các bạn ghim vòng quanh này giúp mình nhé. Ghim giúp mình vòng quanh khẩu trang này. Bên đây cũng vậy này. Cái lá lót này các bạn chạy vòng quanh đây giúp mình này. Chạy cho mình 7 ly nhá. Vì mình để đường may 7 ly này. Bạn nào để đường may to thì các bạn để giúp mình 1 phân. Lá lót xong nhá. Các bạn sẽ lật ra này. Mí giúp mình vào đây một đường nhá. Đến lá chính này, các bạn sẽ gập giúp mình hai mặt phải nhé, của khẩu trang vào nhau này. Chạy giúp mình một đường là 7 ly nhé. Sau khi chạy xong này, các bạn lật ra mặt phải này, mí giúp mình một đường vào đây. Sau khi mí xong nhá, các bạn sẽ gập giúp mình này một phân này hoặc phân rưỡi nhá, chạy giúp mình một đường. Chạy vào lá lót giúp mình nhá, để tí lá chính của mình gập xuống mình may luôn nhá, thì nó không bị dày quá nhá.
chạy xong này, các bạn lấy mặt phải của khẩu trang ra nhé. Các bạn để ý giúp mình này, hai cái điểm mấu này cho trùng nhau giúp mình nhé. Cam giúp mình một đường. Đường may của mình là 0,7 nhé. Cái tông này nếu mà dùng thì sẽ thích hơn hàng thô nhá. Nó giãn và nó thấm mồ hôi nhiều hơn. Chạy xong rồi các bạn chạy sang bên đây luôn, giúp mình là xong này. Cũng để trùng giúp mình hai cái mấu này vào nhau nhá. Hai điểm can nhá. Giữa khẩu trang này chạy giúp mình một đường. Chạy xong là các bạn lộn ra giúp mình này. Lộn ra nha các bạn, rút thẳng giúp mình. Để mình mí vào đây một đường này. Các bạn mí giúp mình một đường vào đây nhá. Các bạn vuốt ra thẳng mép này, đẩy hết vào trong cho mình này. Mí giúp mình một đường nhá. Mí xong bên đấy nhá các bạn, mí xong bên đây giúp mình là mình xong này, để mình đi may dây này. Các bạn may xong nhá, đặt giúp mình cái dây vào đây này. Các bạn để ý là đặt dây vào đây giúp mình này. Gấp mí cho mình xuống một phân này. Các bạn kẹp vào đây chạy giúp mình. Dây các bạn này, kéo vào đây giúp mình này. Cam giúp mình vào đây này. Các bạn cho để cho giao nhau một phân giúp mình nhé. Cam cho mình một đường nhé. Cam xong này, các bạn kéo lốt cam này cho mình vào giữa này. Hồi trang là xong này. Các bạn may lốt xong bên đây giúp mình này. Các bạn cũng cam vào cho mình nhé. Đây là chiếc khẩu trang mình vừa hướng dẫn các bạn cắt và may xong nhé. Các bạn để ý giúp mình này. Cái khẩu trang hàng cotton này khi dùng vào mùa hè này rất là thoáng và mát và ngấm mồ hôi nhá. Và dùng rất là ôm vào mặt nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh chiếc khẩu trang bằng vải cotton 3 lớp. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.